trả lời. Ngày đi chơi tối về xay lúa. Chưa chính xác. Nào bây giờ quyền trả lời của hai bạn là như nhau. Ngày chơi đêm làm. Chưa chính xác. Ngày chơi tối làm. Chưa phải. Đây là một câu nói có vần. Có thể tôi nói đây câu tục ngữ thì chưa chính xác. Đây là một câu ca dao thì đúng hơn. Ca dao là những câu nói có vần. Ngày đi chơi, tối xay lúa. Bạn nghe tôi nói này. Ngày. Đây, chúng ta cùng xem màn hình nhé. Thế này các cụ, tức là những người lớn tuổi sẽ chắc chắn được. À, cứ phát hình đi ạ. Hãy nhìn. Mặt trời thế nào ạ? Mặt trời lặn. Đúng rồi. Ngày. Tại vì mấy số trước tôi gợi ý là tôi gợi ý theo âm điệu ấy. Ừ, thì có người bảo là gợi ý như âm điệu, thế thì một là nghe nó không hay, hai là thế thì bằng nói đáp án rồi còn gì nữa, gợi ý theo âm điệu ấy. Đấy kiểu thế. Thế bây giờ các bạn muốn tôi gợi ý theo âm điệu đấy không nào? Nhá. Nào ngày, ngày chúng ta ký hiệu ngày là đấy. À, đi chơi chúng ta nhìn thấy trên màn hình rồi, thế là đấy. Nhưng mà lại anh ạ. Là gì? Rồi. À, tối phơi thóc ngày đi chơi. Không. Tôi đang từng vế một cơ mà. Nghe. Chú ý cả hành động này. Là gì? Ngày. Là gì? Không. Không. Bạn nói thầm. Tức là nói khẳng định một cái gì đấy. Khổ ạ. Ngày. Tôi xin lỗi, tôi tìm cách gợi ý khác. Đi chơi thì biết rồi nhá. Ngày thì biết rồi nhá. Nhưng mà đi chơi một cách say sưa gọi là gì ạ? Không nghĩ đến gì đến công việc, gọi là mải miết. Đúng rồi, một từ thôi. Ngày mải miết. Là gì? Ngày miết giết đêm. Không. Mày ngày miết giết đêm thế là câu gì? Khổ quá, cái câu đấy thế có nghĩa gì? Ngày miết mà lại giết đêm kinh quá. Không phải, bạn mình thích nghe tôi gọi ý tiếp đấy. Cùng với những cái như động từ to be trong tiếng Anh là ở, còn có một từ tương ứng nữa là gì ạ? Thì. Được chưa? Ngày mải đi chơi tối. Không thiếu từ rồi. Ngày thì mải đi chơi. Đúng rồi. Tối. Tối gì? Tối. Thế nào kia? Thì mải tuốt lúa. Không. Ngày thì mải đi chơi, tối về mải tuốt lúa. Tối cái gì nó đang như thế nào đây này? Tối. Ngày thì. Ngày thì mải đi chơi. Chính xác rồi, về đấy chính xác rồi. Tối xuống. Xuống đâu? Xuống ruộng, cày. Ngày thì mải đi chơi. Tối, các bạn nói rồi tôi nói lại. Tối. Xin mời. Ngày thì mải đi chơi, tối muộn thì tuốt lúa. Ngày thì mải đi chơi, tối xuống thì phơi thóc. Bạn ơi mà. Cái điều quan trọng là cái hành động của bạn quá hay, nhấn chuông bạn. Tôi vỗ tay cho hành động của bạn, không phải không? Không. Tôi chưa hề gặp một người chơi nào mà phản ứng với cả người dẫn chương trình như thế. Ngày thì mải đi chơi, tối lại thì xoay khắp lúa. Hết rồi. Nghe tôi nói đáp án. Các bạn bình tĩnh, sẽ có nhiều người hỏi là đáp án đó là gì. Chê bai những người không biết sắp xếp công việc, làm việc không khoa học. Ngày thì mải đi chơi, tối lặn mặt trời đổ thóc vào xay.
cũng có những ấy, cũng có những cái dị bản là ban ngày thì mải đi chơi, tối lặn mặt trời mới đổ thóc vào rang. Tức là ngày thì không phơi ra, đến khi lặn mặt trời thì cần hôm sau có gạo để ăn thì thóc chưa khô và cho vào để rang cho nó khô. Ví dụ như thế. Ngày thì còn mải đi chơi, tối lặn mặt trời đổ thóc vào xay. Đó là đáp án liên kết thứ 10.